សួស្តីវើចុះគ្នាជាមួយនៅរឿងខ្មោចបោកទៀតហើយការវារឿងមុនក៏ខ្មោចបោកហើយរឿងមួយនេះក៏ខ្មោចបោកការវារឿងមុនខ្មោចបោកត្រឹមតែអ្នកសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះក៏តែនៅក្នុងរឿងមួយនេះខ្មោចបោកទៀតអ្នកមើលទៀតផងចំណុចថាផ្លៃអារម្មណ៍យ៉ាងណាចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមប្រាប់សាច់រឿងបន្តិចសិនរឿងរ៉ាវរបស់យើងគឺនិយាយពីមិត្តភក្តិចំនួន3នាក់ដែលពួកគេគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដោយចូលយុទ្ធចិត្តបង្អាប់
nhẹ tay mà đón cứ châu chia môi thằng em tại đưa môi nhớ smart mà đón nó cứ nơi trong mình chọc này sẽ rương hãy nơi pay cho tất cả sẽ rương thằng ở kia To inspire, idol, I confident. Chào đón các bạn chưa mới nâng ghé tiết kiệm slap hay. Đây là bên này các bạn đã tạo được cái mà phải được bỏ luôn để sao được bước kế để thuê project mới xâm rạp sau là. Tại khó tại hai khuyên là nạc kê lợi nửa tế. Nạc kê chú khuyên là mong bằng bì. Cậu và tay mong bằng bì hay bộ kê bằng toàn nguyên tật phòng mà tớ. Hai nơi bên này châu cái ba mà đọt hay. Hello, phải nhạc là à, bộ mẹ. Các nghe là chắc hơn hay mà kê nhân tử vinh. Ghét các bạn bà thay mơ mong tử mơ. Nạc kê mong bằng bì nơi bên đi mong bằng mạn hay. Hai nơi bên em các bạn mà đó. Cậu rồi bỏ bộ kê cứ mấy mà chất chùm nôn bởi nè. Tớ thua bây tổ mùi xâm rạp xà là. Kê bán xưa tất cả em mà khó tớ lượng chân. Em ăn bà thá ô tu được sắp nơi chỗ nâng. Đây giống mơ tất cả ghép kê hai đứa chì bà chán châu chứ mùi nâng em. Hai nơi bên em bộ kê chạp đang thọt hai ghét cư chì camera men. Đây em nơi bên em có bộ tên này dây tạ tổ chùm mùi nâng con rồi bỏ bộ kê cư chì cóm tim mùi tay mà đón. Thưa ca nghe xâm rạp một bình chì ở quầy. Tại thọ chết đơn tư tại hai bên núi châu các bạn chạc cút rồi bỏ ghét. Sao bài đây tế, dân thua lên nửa tế. Từ bộ kê chạp đang thọ mà đón tiết tại thọ chết tư tại hai. Châu cái thua hình chân tiệt hai. Tùm nê mình tên tay mà đón. Đây châu cái thua hình chân sao được kê bằng con trọng cầm nơi rồi bỏ ghét nửa tế. Nà cái cho thọ nữ đại đại dân nửa tế. Ở lối phần năng chạp bảo ra khai mình tên kê mê cầm đợt mùi cứ thọt nẹ hạt pran. Tớ nơi bên đi buộc kê đâu chả chả hạt pran hay cả thọt chẳng tớ. Để dân khánh thà kê mơ tật em nửa tê ai em mơ tật càn châu. Mơ tật càn em hạt đưa chứa sở lạnh châu. Tại ghét hạt đưa chứa sở lạnh em. Để châu bán hạt ghét mình chui thọt tê. Tại ghét cầm bôn nhập sức mơ em mà tê hai. Ê ghét hai mà đòn hai mình lư nửa tê. Hai mà đòn tiết cơ nơi tay mình lư. Tớ cho anh hạt tha ê nè chú đã khao. Tớ ghét cái gần lưng anh em bây giờ thọt chóp em các bạn xua. Hãy nói chứ cho hai ghét tha chú đã khao anh chứng. Tớ cho cái bác tài căn em đang khó bình chất rồi bỏ ghét nữa tê. Thả nó bây giờ nơi riêng nữa kia cho chất lên chê lên chân nghe. Tớ mà nó thang bước mấy phép rồi bỏ ghét lên chú đã khẳng bế. Thôi cái chú đã khao. Cục nếu các bạn khơi hãy cứ khmá kê khám mình tên. Đây cho cái dây mình khó bình chất rồi bỏ ghét lại. Giống mới tài căn ghét kê mấy bác chất lại. Tớ nơi bây giờ xong được phía một hai. Cho cái mẹ làm thật khó phó nái tớ tam ghét mà quên. Ghét tại anh khá dân mình tế. Dân dây lên tớ bình nông mình phép. Tại kê cái bạn khăn cho mình nên châu bà thầy hai. Cái bạn sẽ đang châu chứng là hai nơi bên nó cũng như con một chì mốt. Bà châu đua nơi bên nó tới thật lẹ camera. Các bạn bỏ kê bộ chì mùi nó đàm chờ. Châu không như mình nên kết bàn tiên như vậy nên chính nó cúp từ căn kết. Hai giờ các bạn khơi phó này thao mẹ chết đồn thông môn nửa tê. Tới nơi bên nó bố kê chứ lúc này hai châu không như mình nên kết chứa khăn kê các bạn sống tố. Kê mà mẹ rốt nhờ châu con nửa tê con này khăn tên bình nó. Tại châu ấy khăn thầy hai các bạn đã bằng nạ xa từ căn kết tên đó. Dù sao mà ai sắp được xa ta làm bốc. Em ăn bắt từ căn kết xong tố châu tới ở châu cô là xong tố kết được nha. Tại bố kê đưa bây cư đơn khóa được nha. Tập chân nơi bây năng tiền ọc nha. Ghét kê các bạn đang mở được camera. Phật tố bạn nâng dục lăng các bạn mà đó là em ăn chát sư từ căn châu. Tại lô khăn như mình đừng kết đời tê. Châu ăn bắt thác cho mình khăn như mình đừng kê đời tê. Kê cứ chỉ mệt phẹo rồi bỏ khó nhóm. Tại chấm con cho kê đừng thác cô kết mình bây được kê thua ở quầy. Bây nâu kê các bạn chát cho được nông cổ đốp thác kê đừng cắt to bị tổ hai. Tại cái cách mình to trong nửa tế chẳng thay chăn chú khí nên bê thuốc bọt bằng hàng. Tại cháu cái mình tốt chất kết lại cái bàn khó tại căn em. Dường cuối tại cắt to bị tổ tốt luôn mà nhạc mình vừa sần tiệt tư. Cứ khốn nông cắt ở đây để bị tổ được bỏ kết kết thuốc mình bàn lỏ. Em có khai kẻ khăn cầu ở đây để tận cắt bị tổ được đây. Hai nơi thang đi ra thang đi tới thuốc bọt bằng hàng hai. Bộ cái tên bí cư mà nói nó thật hai bộ cái cư chỉ cầm tìm mũi chẳng hai tờ lao một kê. Cậu ở tay bộ cái mà mang khinh ghét nửa tê. Châu chiếm chát tới căn ghế tại nửa tì ná, dân chết làng hai. Cậu ở tay ghế kê mà anh xoay tòm nửa tê tới bộ cái bàn lan tới tiền pin nhà tay mà đòn tơ. Bộ cái em bước thuốc bọt bằng hai nơi bên nó cầm mình kê kho mà căn nhà cổ. Nhà cổ bán sống như dây tu được xong một plé. Hai nơi bên nó châu anh chát tới căn ghế tiệt hai ghế bàn bà thác cho một đòn hai. Cứ ghét cái mà đọc nó sẽ là hơi. Tại nơi bê nạc cứu châu bệnh mạng bà tình càng sơ cục hiệt thái. Thái này bà hai chiếc mạng thua bọc đoàn hai nửa tế. Đời sao ta mất đông thạc được bao nhiêu mà nạc mạng sẽ làm bàn thể hơi. Đời sao ta được thạc trả ra cho cứ làn bốc. Hơi kế cứ mình mua thật ghét. Đại thua châu chỉ muốn nâng em phất phơi chìa khăn. Ta miễn ở vầy tất nhạc rưu. Đây châu cái nạc phất phơi dân kế được sao ta kế tâm là chát chỉ muốn nâng kế đội hơi năng. Hơi kế các bạn chơi tiệt thái. Kế mà đó sẽ là hơi. Hơi là sơ đẹp chân nhạc hơi sao ta nơi bê nụ bị đổ chạp đá nằm nạc cả lăng. Hơi chạm mươi sưu các bạn đó có lại để bộ kê tử bì nét xe luộc nha tay mà đó. Cứ nơi bê nâng châu
ានដាក់បណ្ដាសាទៅកាន់ Gate ឲ្យឡានបុកទៅនៅពេលនេះគាត់គ្នាសម្លឹងមកកាន់ចូលក្នុងក្រសែផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីនឹងពួកគេបានទៅពិធីមន្សតរបស់ Gate គាត់គ្នានៅតែនិយាយដើមចូលអញ្ចឹងថាគេនឹងមកចង្រៃខ្លាំងមែនតែនគេដាក់បណ្ដាសាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនជាដើមអីមិនបើទៅកាន់ចូលអង្កត់ច្រើនពេកមិនមែនជាកំហុសរបស់ឯងនោះទេសោះតែនៅពេលនោះក៏មានគេខោមកចូលក៏បានទៅលើទូរស័ព្ទដែលនេះគឺជាម៉ាករបស់ខ្លួនក៏តែនៅពេលដែលគេលើនិយាយគឺម៉ាករបស់គេមិនបាននិយាយជាមួយនឹងគេឡើយហើយនៅពេលនោះក៏មានគេថៃរូបរបស់ខ្លួននៅក្នុង Facebook ទៀតផងដែលចូលទៅមើលទៅគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងគឺជាគេទៅធ្វើឲ្យចូលភិបភ័យជាខ្លាំងប្រចាំញ៉ាចូលទៅខាងក្នុងវិញតែទោះបីជាគេទៅដល់ណាក៏ដោយទូរស័ព្ទរបស់គេនៅតែគេផ្ញើសារមករហូតដែលគេបានផ្ញើអសមកមួយដែលផ្គុំចូលគ្នាតិចតិចទៅនៅចេញពាក្យថាស្លាប់ដែលនៅពេលនេះពួកគេទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអេមិនបែរទៅកាន់ចូលថាធ្វើអារម្មណ៍មិនស្រួលហើយបើសិនជាគេឡងអីពិតមែនតាក់តមកកាន់យើងបានយើងទៅផ្ទះអ្នកឯងក៏បានដែរកុំជូនយើងអីទៅបែរក៏បានទៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងហើយបានប្រតិកម្មមករបស់ខ្លួនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយម៉ាពេលនោះចូលបានផ្ញើសារមកកាន់អេមដោយសារតែគេមានអារម្មណ៍ថាគេហាក់ដូចជានៅតែមិនតន់អស់ចិត្តជាមួយនឹងគេចឹងហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺចង់បួអេមទៅវត្តដើម្បីឲ្យទិសកសលមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេគឺគេទៅបែរបានឆ្លើយថាអូខេតែសតទៅពេលនោះក៏មានអារម្មណ៍មិនស្រួលគឺលឺសំឡេងចម្លែកចម្លែកហើយនៅពេលដែលរកសោគឺសោធ្លាក់ទៀតផងលោកដៃទៅយកសោនៅពេលនោះឃើញស្មៅទៅដល់មុនដៃខ្មោចឡងគេបរបស់យើងមុនចូលទៅទៀតទៅនៅពេលនេះរើសសោបានហើយចាក់សោរបងតែនៅពេលនោះគឺមានស្មៅមួយមកជិតខ្លួនហើយយើងមិនដឹងជាអ្វីនោះទេក៏យើងមិនដឹងជានរណាគេផងដែរពើសៃឡាងក៏បានមកដល់មករបស់ចូលបតកម្មចូលថាយើងមិនគួរនិយាយពេលទាំងអស់នឹងទៅកាន់អ្នកផ្សេងទីកូនទោះបីយើងស្អប់គេខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនគួរដាក់បណ្ដាសាគេនោះទេទោះបីយើងស្អប់គេយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយនៅពេលនោះទូរស័ព្ទរបស់ចូលគឺបានទទួលសារជាច្រើនទើបមករបស់ចូលប្រាប់ថាប្រហែលជារវល់ច្រើនហើយបានយកមិនបានលើទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាក់និយាយជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងហើយការវិយមិនក៏ប៉ះទៅចូលគេលើទូរស័ព្ទតើក៏តែម៉ាក់របស់គេអត់និយាយជាមួយនឹងគេនោះទេទើបបានជាគេបិទហើយនៅពេលនេះចូលគេបានប្រវត្តហើយឆាតទៅកាន់អេមនៅសល់តែមិនទាន់ឃើញអេមតែអេមមិនបានលើកនោះទេដោយចូលគេពិតជាដឹងខុសពិតមែនគេមិនគួរណានិយាយពាក្យបែបនោះទៅកាន់គេនោះទេទើបគេបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងទៅតាមអ្វីដែលប្រសងមានសន្និការប្រាប់ឲ្យគេធ្វើហើយនៅពេលដែលគេចេញនិបត្តិប្រសងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងគេតែម្ដងនេះគឺជាអំពើបាបឯងមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេគួរតែចាក់ចេញពីពួកគេនោះនៅក្នុងសន្តិភាពទៅបន្ទាប់ពីនោះចូលគេបានមកសាលារៀនតាមធម្មតាតែនៅពេលដែលគេមកដល់គ្រប់គ្នាក៏បានហៅគេថាឃាតករហើយគ្រប់គ្នាថានឹងសន្លប់សួរទៅកាន់គេទៀតផងតែគេមែនទេជាអ្នកលេងទូរស័ព្ទរបស់គេដែលសារគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់គេចឹងហើយគេដឹង password Facebook របស់គេតែចូលបន្តថាយើងមិនដឹង password របស់គេនោះទេគេឡងយើងណែនឹងតែគ្រប់គ្នាមិនជឿនោះទេនៅពេលនោះក៏មានទូរស័ព្ទខំមកកាន់ចូលទៅចូលជាអ្នកក្រៅដើម្បីលើទូរស័ព្ទដែលអ្នកដែលខំមកគឺជាម៉ាក់របស់អេមទៅវិញម៉ាក់របស់អេមប្រាប់ថានៅពេលនេះអេមគឺសន្លប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺរឿងចម្លែកកាន់តែកើតឡើងទៅកាន់ពួកគេហើយហើយនៅពេលដែលចូលគេត្រឡប់វិញក៏បានឃើញថាគ្មានមនុស្សសុំបីតែម្នាក់កាប់ទៅតែមិនមែនខ្មោចឡងនោះទេគេដោះបន្ទប់ទៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយនៅពេលនេះចូលបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រហើយគេចង់ unfriend គេចោលតែសត្វទៅពេលនោះគេក៏បានផ្ញើសារមកកាន់គេទៀតហើយគឺស្លាប់សើព្រមអ្នកបានឃើញក៏បានសាយចេញមកតែម្ដងសឹកដីស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចូលភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយអាយ៉ៃនិយាយបែបនេះគ្រប់គ្នាក៏ឆ្ងល់អាយមានរឿងអ្វីមែនទេចូលហើយសត្វទៅពេលនេះ skin កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគ្រប់គ្នាលើវីដេអូខ្លីរបស់ចូលដាក់បណ្ដាសាទៅកាន់គេថាឯងគួរតែស្លាប់ដោយសារតឡានបុកជាដើមទៅនៅពេលនេះការនភិតភ័យហើយទូរស័ព្ទរបស់ចូលក៏តែមានសារមកពីគេកាន់តែច្រើនគឺស្លាប់ទៅនៅពេលនេះអារម្មណ៍មិនស្រួលទេនេះគ្នាប្រធានថ្នាក់ក៏បានឆាប់មកកាន់ចូលកុំអារម្មណ៍ច្រើនអីTo inspire, idol, I confident.ទៅនៅពេលនេះអារម្មណ៍សួរទៅនេះគ្នាប្រធានថ្នាក់ក៏បានឆាប់មកកាន់ចោលកុំអារម្មណ៍ច្រើនអីខ្ញុំអាចសួរទៅកាន់ខាងសាលាហើយកុំព្យូទ័រលោបែបនេះគឺដោយសារតែមានមេរោគនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្ណោះកុំអារម្មណ៍ច្រើនណាឆាប់គេទៅស្អែកយើងទៅឡើងក្រុមដើម្បីធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តហើយនរណាគេទៅគេងលក់បើខ្មោចឡងគ្រប់នាទីទៅហើយនឹងដែលក៏នៅគេងក៏លឺសំឡេងគួរទ្វារនរណាគេហ្នឹងម៉ាក់របស់ចូលប្រាថ្នាគឺជាម៉ាក់របស់ឯងក៏តែនៅពេលដែលចូលទៅបើទ្វារមើលគឺមិនបានឃើញនរណាគេនោះទេហើយនៅពេលនោះក៏បឹងគឺនៅពេលនេះខ្មោចឡងមែនតើហើយនេះគ្នាព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់ចូលពេទ្យដែលចូលពេទ្យទៅហើយគឺនៅតែឃើញខ្មោចរបស់ Gate តាមឡងអញ្ចឹង Gate យើងសំទោសយើងពិតជាគ្មានអំណរនិយាយអញ្ចឹងទៅកាន់ឯងនោះទេយើងមិនចង់ឲ្យស្លាប់ឡើយ Gate យើងសំទោសពេលហ្នឹងក៏លឺសំឡេងរបស់អេមចូលឯងមិនអីទេមែនទេដោយអេមបាត់ទៅកាន់ចូលគ្រប់យ៉ាងថានៅពេលនេះយើងលែងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទៀតហើយគឺការបើទៅខ្មោចរបស់ Gate ជួយពួកគេនោះទេគឺឡានកូននៃពួកគេគួរតែជាការបិព្រឹកមិញដើម្បីធ្វើដំណើរកំសាន្តបានក្រឡាប់ហើយក៏ស្នើអរដល់គ្មានសិស្សណាម្នាក់ស្លាប់នោះទេលើកលែងតែអ្នកបើកបោម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺគេគេបានជួយអ្នកគ្រប់គ្នាតែម្ដងឯគ្នាគេគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនខ្មោចល្អទៅនៅពេលនេះយើងត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចគឺគ្រប់អ្វីសកម្មភាពទាំងអស់ដែលគេបានឡងទៅកាន់ចូលជាមួយនឹងអេមគឺគេក៏ចង់ឲ្យចូលជាមួយ
នឹងអេមបានឡើងឡានក្រុមតែប៉ុណ្ណោះហើយគេបានប៉ាត់ទៅកាន់ប្រសងផងដែរថាគេមិនចង់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេស្លាប់ដូចជាគេនោះទេចឹងហើយគេសុខចិត្តទទួលកម្មផលរបស់គេឲ្យតែគេបានជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេចឹងហើយស្រមមកវិញមកគឺខ្មោចបោកនោះទេក្នុងមួយរឿងហ្នឹងបោកទាំងអ្នកមើលបោកទាំងអ្នកសម្ដែងដែលការបើទៅពួកគេទៅ3នាក់គឺមានតំណែងល្អខ្លាំងមែនតើគេមិនស្រឡាញ់សៃនោះទេគឺគេស្រឡាញ់ប្រុសហ្នឹងចឹងហើយគ្មានហេតុផលអីដែលគេប្រចាំចូលជាមួយនឹងអេមនោះទេហើយចង់បញ្ចប់យើងក៏បានឃើញនៅរូបថតរបស់គេញញឹមផងដែរដែលសត្វតែខ្លួនអាចជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបានសម្រេចហើយនៅនេះគ្នាសម្រាប់ភាពមួយនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់យើងក៏ព្រោះតែអ្វីដែលយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងมันអាចដកបង្វិចបាននោះទេសម្ដីគឺជាអាវុធអាចសម្លាប់គេបានគ្រប់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Subscribe Channel អូប៉ាហេមអ្នកមួយផងចិត្តបាន 900k Subscriber ហើយចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូល្អៗមើលថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំព្យាយាមរកដឿនថ្មីថ្មីចាក់ជូននេះគ្នាក្នុង Channel មួយនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលា Explosion.